Xin chào tất cả các bác nhé. Ở cái clip này ấy, thì em sẽ hướng dẫn các bác kết nối cái điện thoại của chúng ta với lại cái gương thông qua Bluetooth. Và sau khi mà kết nối xong ấy, thì nó sẽ đồng bộ hóa toàn bộ cái danh bạ lên trên cái chức năng Bluetooth này. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là chúng ta bật vào cái chức năng Bluetooth ấy. Ok, chúng ta bật vào Bluetooth của điện thoại. Từ điện thoại thì chúng ta sẽ tìm Bluetooth đi ạ. Nó có rất là có tên là PLBT đấy. Ok. Sau khi mà kết nối xong thì nó sẽ đồng bộ hóa toàn bộ danh bạ từ cái chiếc điện thoại của các bác lên đây. Giả sử như bây giờ chúng ta có muốn gọi điện đi chẳng hạn thì chúng ta sẽ bấm vào đây, bấm số vào đây đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bấm gọi đi ạ. Và cái điện thoại này nó cũng sẽ báo là nó đang gọi đi đấy, đúng không ạ? Ok. Như vậy là khi mà chúng ta đã kết nối cái Bluetooth với cái điện thoại thì chúng ta sẽ không phải nghe bằng điện thoại nữa mà chúng ta có thể bấm vào đây gọi và nghe. Bây giờ chúng ta có thể bấm nghe từ đây đi ạ. Alo. 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 Alo, alo. Alo, alo. Rồi, nghe quá rõ nha. Nghe cực rõ luôn. Alo, alo. Rồi, rồi. Và bây giờ bạn đứng ở đấy nhá. Bạn sẽ thực hiện cái thao tác của gọi vào cái máy này đi. Bạn sử dụng điện thoại, bạn sẽ đứng ở ngoài để cho chúng ta đỡ bị ồn. Đúng không ạ? Đóng cái cửa chặt. 0943148966. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhận được cuộc gọi đến đúng không ạ? Chúng ta sẽ bấm vào nút nghe thôi ạ. Alo, alo. Rồi, nghe quá rõ. Alo. Nghe rõ nhé bạn nhé. Nghe rõ rồi. Và bạn mở nghe cửa nghe đi nó. Vào đi. Mở cửa đi vào đi. Ok, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta sẽ không cần phải nhấc máy điện thoại chúng ta lên nghe nữa, mà chúng ta chỉ việc thao tác bấm nghe và gọi ở ngay trên cái màn hình của chiếc gương này. Đúng không ạ? Thao tác cực kỳ đơn giản. Chúng ta có thể đồng bộ hóa toàn bộ danh bạ này, nhật ký điện thoại lên cái trên này, trên cái màn hình này đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là chúng ta dễ dàng bấm các cái phím số ở trên này, gọi nghe đều trên này hết. Rất là dễ dàng. Và khi đó chúng ta vừa lái xe, chúng ta vừa nói chuyện, chứ chúng ta không phải phải nhấc điện thoại lên, cũng là ảnh hưởng đến việc lái xe của chúng ta. Ok. Rất cảm ơn các bác đã đặt hàng từ West Vision M93. Tất cả các cái bước cài đặt bên em cũng đã làm sẵn tất cả các clip. Các bác có thể tìm các cái clip của bên em để xem hướng dẫn cài đặt và trải nghiệm sản phẩm. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã đặt hàng. Và chúc các bác lái xe an toàn. Xin cảm ơn.